Tại Manchester United, không chỉ có một mình Christian Eriksen từng đổ gục xuống sân vì tim ngừng đập. Tai nạn khủng khiếp này xảy ra với cả Michel van der Gaal, người mà nếu không nhìn kỹ, chúng ta còn tưởng là anh em song sinh của Erik ten Hag. Cánh tay phải của ten Hag cũng từng rất mê nghiệp cầm quân, nhưng vì biến cố sức khỏe mà phải dở dang rẽ sang một hướng khác. Trong video clip của ngày hôm nay, hãy cùng vũ trụ Man United tìm hiểu xem đã có điều gì xảy ra với van der Gaal tại Bồ Đào Nha. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký và chia sẻ video clip nhé. Rất nhiều thông tin thú vị sẽ được tiết lộ ở cuối video, do đó hãy chú ý xem trọn vẹn các bạn nhé. Van der Gaal sinh ngày 22 tháng 10 năm 1971 tại Zutphen, Hà Lan. Với ước mơ cháy bỏng được khoác áo cơn lốc màu da cam, van der Gaal nỗ lực không ngừng nghỉ trong học viện của Brummen, The Graafschap, trước khi chọn PSV để thành danh. Nhưng dù rất quyết tâm, khả năng có hạn không thể giúp ông bật lên thành một trung vệ xuất sắc được. Van der Gaal bị PSV cho mượn ở nhiều nơi, sau đó đầu quân cho cả những câu lạc bộ ở Scotland, Bồ Đào Nha, trước khi treo giày tại câu lạc bộ Al Nassr ở Ả Rập Saudi vào năm 2007. Không muốn rời xa bóng đá, Van der Gaal chọn đi theo con đường huấn luyện viên, với bến đỗ đầu tiên là đội trẻ của câu lạc bộ cũ Maritimo tại Bồ Đào Nha. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi với Van der Gaal ở bán đảo Iberia. Năm 2012, ông được câu lạc bộ Belenenses chọn mặt lưới vàng. Nhưng cũng chính tại đây, biến cố lớn nhất cuộc đời đã đến với Van der Gaal. Một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp cầu thủ của ông không thể thăng hoa là bởi trái tim yếu ớt. Bẩm sinh, cơ quan trung tâm này đã có vấn đề. Nó là một phần trong DNA của nhà Van der Gaal, nơi mà rất nhiều người họ hàng gặp các biến chứng về tim mạch. Để đề phòng, Van der Gaal đã phẫu thuật lắp hai thiết bị phụ trợ vào tim, và một trong số đó đã cứu mạng ông. Trong trận đấu gặp lại Maritimo ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Van der Gaal đã đổ gục xuống trong cabin huấn luyện. May thay, trên đường đến bệnh viện, ông đã tỉnh lại. Khoảnh khắc đó khiến tất cả những người chứng kiến kinh hãi. Không hề có một dấu hiệu báo trước nào, Van der Gaal chỉ cảm thấy tức ngực trong vài giây trước khi ngã song song xuống mặt đất. Khi đấy, Van der Gaal mới 41 tuổi, còn quá trẻ để gặp một chuyện như thế. Nhưng trong cái rủi, ít ra vẫn còn cái may. Ngồi nhâm nhi một tách trà, Van der Gaal bình yên kể về phút giây sóng gió. Tôi còn sống đến ngày nay và không thể tưởng tượng được mình từng gặp phải một chuyện khủng khiếp. Tôi có vấn đề về tim từ rất lâu trước khi gia nhập Belenenses. Vì thế trong người tôi có hai thiết bị, một máy tạo nhịp tim và một máy khử rung tim. Trong trận đấu hôm thứ Bảy, tôi cảm thấy không ổn và nhanh chóng liệm đi. Đấy là lúc máy khử rung đã tạo ra hai sốc điện khiến tim tôi hoạt động trở lại. Chính thiết bị nhỏ bé đó đã cứu mạng tôi. Lúc nằm trong bệnh viện, điều mà Van der Gaal quan tâm nhất chỉ là sức khỏe của mình. Mạng sống của ông đã được cứu một lần, nhưng không biết may mắn có trở lại lần thứ hai hoặc thứ ba. Công việc mà Van der Gaal theo đuổi không tốt cho tim. Nó có quá nhiều áp lực, quá nhiều xúc cảm, quá nhiều dồn nén. Mọi thứ thay đổi nhanh như trò tàu lượn siêu tốc, và một người với trái tim bẩm sinh yếu ớt thì không phù hợp một chút nào. Van der Gaal nói trong thư chia tay đội bóng Bồ Đào Nha như sau: "Tôi phải bỏ việc, được sống là điều quan trọng hơn tất cả. Giờ đây, các bác sĩ mới là huấn luyện viên của tôi." Liệu Van der Gaal có nghe lời bác sĩ đến tận cùng không? Hãy cùng vũ trụ Man United tìm hiểu tiếp trong phần sau của video clip. Một lần nữa, đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ team các bạn nhé. Dường như những người yêu bóng đá đều có chung sự cứng đầu. Eriksen bị ban tổ chức Serie A cấm thi đấu, buộc Inter Milan phải thanh lý hợp đồng. Người thân khuyên Eriksen nên đi tìm một công việc khác cho phù hợp với người đã có trái tim ngừng đập gần 5 phút. Nhưng không, Eriksen từ chối. Với một câu kinh điển của những kẻ cố chấp: "Tôi là người biết rõ nhất sức khỏe của mình mà." Eriksen cố gắng cực lực để trở lại với bóng đá, và may mắn thay, Brentford đã nghe được lời thỉnh cầu này và cho anh cơ hội. Phần còn lại thì như chúng ta đã biết rồi đấy, Eriksen không chỉ trở lại đơn thuần. Anh rực sáng và giành tấm vé đến với Man United, nơi anh gặp Van der Gaal, cũng là một gã ngoan cố không kém. Sau 2 năm giam mình với những suy nghĩ phải giữ sức khỏe, Van der Gaal cuối cùng cũng không chịu được nữa. Tình yêu với bóng đá gào thét mỗi ngày trong tâm khảm buộc ông phải hành động bất chấp. Van der Gaal quyết tâm trở lại đường pitch, trở lại với cabin, trở lại với phòng thay đồ, vì mỗi lương duyên với quả bóng tròn và nghề huấn luyện viên vẫn còn chưa dứt. Ban đầu chỉ là bến đỗ khiêm tốn ở Miss ở tận đảo Ship, Van der Gaal dần dà tìm được đường quay trở lại Hà Lan thông qua câu lạc bộ Eindhoven FC, Excelsior rồi NEC Breda. Đến năm 2019, Van der Gaal gia nhập đội trẻ Young của Ajax. Tại đây, ông gặp người anh em thất lạc của mình. Sau 2 năm lao động miệt mài cùng những tài năng trẻ của Ajax, Van der Gaal được huấn luyện viên Erik ten Hag đôn lên làm trợ lý cho đội 1 thay cho Christian Poulsen.
Bộ đôi này không chung huyết thống nhưng lại có ngoại hình giống nhau đến kỳ lạ. Không dừng lại ở đó, họ còn chung tư duy về bóng đá. Những ý tưởng của Ten Hag được Van der Gaal mổ xẻ, bổ sung, biến mọi thứ thành bánh răng ăn khớp với nhau, với hệ quả là thứ bóng đá tấn công tuyệt diệu ở Ajax. Nhưng khác với suy nghĩ của nhiều người, Van der Gaal nổi tiếng với khả năng tổ chức hàng phòng ngự. Tấn công và phòng ngự, tuy hai mà lại một. Tưởng như đối lập nhau, nhưng thực tế là phụ trợ cho nhau. Một đội bóng muốn tấn công hiệu quả thì trước tiên phải ổn định tuyến dưới. Đấy là nhiệm vụ của Van der Gaal. Ten Hag muốn đội bóng của mình phải xây dựng bóng từ phần sân nhà. Thế nên Man United bắt buộc phải có Lisandro Martinez, một trung vệ dù thể hình hạn chế nhưng bình tĩnh và đặc biệt chơi chân tuyệt hay. Từ cái chân trái của Martinez, bóng có thể được luân chuyển đến bất cứ vị trí nào trên sân, và đấy mới là nền tảng của cái gọi là Ten Hag Ball. Không chỉ mua thêm người mới, nhiệm vụ của Van der Gaal còn là hồi sinh những tâm hồn đã chết nơi Harry Maguire, Luke Shaw, Diogo Dalot. Có nhiều người vì quá thất vọng đã tức giận đòi Man United bán hết cả hàng phòng ngự mùa trước đi. Nhưng Ten Hag luôn cho rằng các cầu thủ trong tay của mình vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng và mọi chuyện giao lại cho Van der Gaal. Bóng đá bây giờ đi theo hướng công nghiệp hóa với đầy số liệu và thống kê. Những cầu thủ bị phân tích ra, kẻ bảng trên Excel hệt như những cỗ máy. Đó không phải là cách mà con người giao tiếp với nhau. Van der Gaal tuyệt nhiên không làm vậy và luôn đi theo con đường truyền thống. Tôi thường thảo luận với cả tập thể, nhưng vì là người trực tiếp chỉ đạo trên sân tập, tôi di chuyển rất nhiều để gặp từng người. Các cầu thủ thích thú hơn với những màn trao đổi riêng tư. Điều này tuy tốn rất nhiều thời gian và năng lượng, nhưng tôi luôn cảm giác rằng cầu thủ sẽ đạt đến một trạng thái tốt hơn khi nói được hết nỗi lòng. Tôi ngồi với các cầu thủ mỗi tuần, chúng tôi cùng thảo luận xem tuần qua cầu thủ đó đã thi đấu như thế nào. Hệ quả tôi luôn có thể đòi hỏi nhiều hơn và bạn cũng nhận thấy trách nhiệm cao hơn từ các cầu thủ. Đây là những điều họ có thể giấu đi trong một tập thể. Chỉ là thật không công bằng khi luôn nêu tên họ giữa đám đông. Tôi là người luôn cầu toàn và nếu không hài lòng tôi sẽ nói. Mọi người có nhiều cách để biết được mình đang đứng ở đâu và thi đấu như thế nào. Van der Gaal nói chuyện với tất cả mọi người. Ông không muốn những cảm giác thiếu công bằng lan truyền trong phòng thay đồ. Mỗi cầu thủ đều cần được quan tâm như nhau. Để không cảm thấy tự nhiên mình được chú ý hay đột nhiên mình bị ruồng bỏ. Van der Gaal là người bình tĩnh nhưng không có nghĩa là ông ngại đối đầu. Rất nhiều lần tại Ajax Amsterdam, Erik ten Hag bỏ ra ngoài trước và Van der Gaal mới là người quát vào mặt những kẻ coi thường kỷ luật. Trùng hợp thay, ở Old Trafford đang có rất nhiều thành phần như vậy. Man United đúng là thiếu đi một mẫu huấn luyện viên không ngại trắng mặt suốt nhiều năm qua. Ten Hag rõ ràng là một lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt là khi bên cạnh ông luôn có bảo bối Van der Gaal. Hai cái đầu trọc này thừa thông minh để biết những gì đang chờ đợi mình ở Manchester. Họ không ngán khó khăn mà đâm thẳng vào nó. Đây chính là thứ thử thách cực đại mà mỗi người đều mưu cầu trong sự nghiệp của mình. Với một người dám cả gan phớt lờ cả tử thần, Van der Gaal thực sự đang sống trong giấc mơ của mình thay vì là hối tiếc. Đến đây, chúng tôi cũng xin khép lại video clip của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với vũ trụ Man United đến tận thời điểm này. Hãy để lại bình luận tên cầu thủ mà các bạn muốn chúng tôi làm clip trong các số tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.